Hello mọi người, Tết mà chúng ta chơi lớn thôi. Nay mừng cơm bát bảo hen. Gọi như vậy hiểu một cách đơn giản là nấu cơm cùng với 8 loại nguyên liệu khác nhau. Còn cụ thể là 8 loại nguyên liệu nào thì tùy vào sở thích của các bạn nè. Thịt gà sau khi sơ chế mình sẽ ướp sơ với một số nguyên liệu cơ bản, sau đó thì để trong ngăn mát của tủ lạnh qua đêm. Các nguyên liệu khô như xoài điệp, tôm, nấm hương, đồ các bạn rửa sạch, sau đó thì cho ngâm mình trong nước nóng. Lưu ý giúp mình là chúng ta sẽ để lại nước ngâm nha. Những nguyên liệu còn lại ngoài trừ khoai môn mình sẽ chiên giòn. Cái nào cần phải cắt nhỏ các bạn cắt nhỏ, cái nào cần phải thái lát thì các bạn thái lát nè. Nói là bác bảo nhưng thật ra mình đã chuẩn bị hơn cả chục nguyên liệu rồi. Hay đổi tên thành N bảo nhỉ. Giờ là lúc nhân vật chính xuất hiện. Gạo sau khi pha rửa sạch các bạn để ráo, sau đó thì cho một ít mỡ luyện vào. Thêm tất tần tật các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ngoại trừ khoai môn. Xếp gà lên mặt, chúng ta sẽ dùng nước ngâm các nguyên liệu khô khi nãy và cả nước ướp gà để nấu cơm. Dùng nồi cơm điện nấu tầm 30 phút. Cơm chín các bạn lấy phần gà trên mặt ra rồi xới đều là xong. Vui. Để tăng thêm khẩu cảm cho gà, mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu và nướng 10 phút ở 200 độ. Bày tất cả ra dĩa và sực phàm thôi. Đừng quên các bát khoai môn chiên giòn nha. Mỗi một muỗng lại vô cùng phong phú và đủ đầy. Hạt sen bùi bùi, lạp xưởng thơm thơm, bò viên dai dai. Mỗi hạt cơm dẻo mềm hấp thụ toàn bộ tinh túy của các nguyên liệu. Khoai môn chiên giòn bổ sung thêm khẩu cảm khi mâm. Thịt gà chín mềm toạt nước. Phần da sau khi nấu chín là được nướng giòn, mầm rất là ghiền luôn. Clip cuối cùng của năm rồi, chúc tất cả có một đêm 30 đoàn viên. Hẹn gặp lại vào năm tới.